Chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Hà. Video hôm nay Điện Máy Hà sẽ giới thiệu đến các anh chị một chiếc nồi nấu cháo siêu nhỏ, hàng mini. Chiếc nồi nấu cháo này thì được một chị khách hàng đặt chuyển về miền Trung. Chị dùng để ngoài nấu cháo, chị còn dùng để vào một mục đích khác nữa. Chị để kho cá, chị để nấu pate, thành ra là nấu bò sốt vang, nói chung là vân vân, nói chung là nó nấu đa năng, thì nấu đa năng, thành ra là tôi sẽ thiết kế cho chị một cái form dáng nó hơi đặc biệt một chút, là nồi nó sẽ cao thay vì nó rộng ngang, nó sẽ cao, bởi vì chị bảo là dù kho cá biển, thành ra là nó sẽ cần phải gọn hơn và nó sẽ có một vài yếu tố khác nữa, thì tí tôi sẽ chia sẻ chi tiết với anh chị về thiết kế chiếc nồi này. Thì như vừa nói đấy, là nó hơi khác một chút, còn ngoài ra thì là vẫn thiết kế dạng khối trụ tròn, vẫn chất liệu vẫn là inox 304, inox xước, rồi cũng có bộ bánh xe để di chuyển, rồi có hai thiết kế hai vòi, một vòi để thông rửa vệ sinh và một vòi để xả dầu, rồi cũng có ống thăm dầu ở đây, rồi cũng có những tay nắm được hàn chắc chắn đây rồi, nhưng mà rất bài bản. Hệ thống điện thì nó cũng đi kèm cũng một cái tủ điện rời giống như những cái nồi nấu khác này, nó rất là bài bản rồi. Rồi nắp vung đây, nắp vung và từ thân nồi này được thiết kế theo mẫu mới ấy, mọi người nhá, cũng là đều là mẫu mới của năm 2022 hết đấy, là đều nắp âm đây và nước nó sẽ quay, hơi nước sẽ quay trở lại thì nó không phì ra ngoài nữa, nó hạn chế cái hơi nước phì ra ngoài đó. Thì chiếc nồi này thì nói chung là được làm bằng thép bằng đăng, được thiết kế điện cho điện một pha, công suất là khoảng 4 kW, là thiết kế tổng công suất, còn ngoài ra khi chạy vận hành thì chắc còn công suất sẽ nhỏ hơn một chút. Nếu các chị đun 5 tiếng liên tục thì chiếc nồi này nó chỉ tiêu thụ hết cỡ khoảng 10 số điện, khoảng tầm đó thôi, tầm 10 số điện, có thể chưa đến 10 số điện. Chiếc nồi này thì đang được Điện Máy Hà bán phân phối thị trường ở cái mức giá là chỉ trên 4 triệu đồng một chút thôi. Là các chị đã có một chiếc nồi nấu cháo 20 lít dòng mini này, giá thì chỉ bao gồm ship của các tỉnh. Có thể là từ 100k đến 150k, thường thường hoặc tầm đó tiền thôi. Thậm chí là có một chiếc nồi nấu cháo 20 lít rồi. Trung bình thì một mẻ đun cháo thường thường là các chị sẽ đun khoảng từ 70 cho đến 90 phút là sẽ có anh chị có một mẻ cháo hoàn thiện. Rồi có nhờ hệ thống tủ điện như này, nó sẽ tiết kiệm điện và cũng như là rất an toàn, vì trong tủ điện này nó có được gắn thêm những hệ thống automat chống giật, rồi hệ thống nóng cắt điện nó rất là được đầu nối rất là cẩn thận, rồi các đầu cốt rồi cũng như là các đầu nó đều được bọc hết để đảm bảo an toàn và tiện lợi sử dụng. Thì chúng ta dùng ngoài cánh cửa này có automat nhỏ và có hệ thống chiết áp điều khiển công suất của nồi, nên chị thích sôi to thì chỉnh to, thích nhỏ thì nhỏ, trông rất tiện lợi và an toàn, nói chung là vậy. Thời như trung bình một cái nồi 20 lít này thì quý chị có thể nấu được khoảng trên 1 kg gạo nhé, chị nấu em nhé, chắc chúng ta sẽ nấu được khoảng 1,5 kg gạo thôi trong một chiếc nồi 20 lít này, có thể nó sẽ ít hơn một chút nữa, nó tùy vào cái độ đặc hay là độ loãng và ở từng vùng, từng địa phương mà chúng ta sẽ có cái nhu cầu hay thói quen sinh hoạt ăn uống nó khác nhau, nhưng thường sẽ đạt khoảng 1,5 kg thôi, chúng ta đừng cho nhiều quá nó sẽ đặc đấy. Còn như tại sao em nói là nó dùng để kho cá, đây chị khách hàng này đặt thêm một cái giỏ này có được đột lỗ này, cũng là lốc 304 và dưới đáy này cũng là lỗ này để kho cá, trong quá trình kho xong thì chị sẽ có thể nhấc lên cho cá vào trong đây và chị có thể nhấc lên. Thì riêng một giỏ này không đã trị giá tầm khoảng 400.000 rồi, vì nó là những lốc 304, chính vì thế mà chị khách hàng sớm chấp nhận điều đó, tại vì sao, vì họ cảm thấy sản phẩm hài lòng mà đúng ý của người ta, đúng ý khách hàng, họ cảm thấy rất là vui vẻ và dễ sử dụng. Thì đấy là cái mục tiêu mà khách hàng luôn luôn mong muốn và cũng như là cái điều sự điều mong muốn của Điện Máy Hà khi mà bắt tay với khách hàng, và cũng cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng sản phẩm của Điện Máy Hà trong những thời gian qua. Quý chị cần tư vấn thêm về những sản phẩm nồi nấu cháo mini này, hàng mini này, thì quý chị vui lòng liên hệ số hotline trên màn hình để được Điện Máy Hà tư vấn báo giá cho quý anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị.